nhà kính cấp 2 có thể cung cấp rau cho 10 người. Lưu Phong, Kelly, mau nhìn kìa, đó là gì vậy? Bọn chúng biết bay, lão Trương, không chỉ có một con. Nổ súng, mau chạy đi, cứu mạng, chạy bộ không đọ được với bay đâu. Kelly đợi đã, đừng lang đảo, trại bác võ học. Nhị đao Lưu, Kelly, hãy đợi tôi, Lưu Phong. Hừ, cứu mạng, chết tiệt, chậm một bước rồi, Lưu Phong. Không hay rồi, bị đám cương thi đưa về xào huyệt, cho dù chết, mình không thể để bị cắn chết được, Kelly. Thiết kiếm, xem ra mình chỉ sống đến đây được thôi, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng không bị cắn chết, mình chết đi rồi, Lưu Phong cũng bớt gánh nặng hơn, này cô gái. Sao cô lại làm liều như thế hả? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Phong. Bám chặt vào, sắp hạ cánh rồi, Kelly tổng, like cộng xe cộng đăng ký kênh IAMQ nhé. Đêm định mệnh đã đến, Kelly, cái chuông lơn ở trên, lung lay rơi xuống, hai người bị nhốt ở trong chuông. Đây, chúng ta bị nhốt trong chuông rồi, Kelly đợi chút, tôi sẽ phá nó ra ngay, cậu lại cứu tôi lần nữa rồi, có biết lúc nãy khi bị bắt tôi đã nghĩ gì không, hả, tôi sắp chết rồi. Hóa ra Kelly tổng cũng biết sợ ư, tôi cũng là người, mặc dù lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh điềm đạm nhưng đêm đến chỉ khi mặc chiếc áo có mùi của cậu tôi mới an tâm mà đi vào giấc ngủ, Kelly, trạng thái thân thiện, sở thích erotic fetishism, mỗi lần gặp nguy hiểm Kelly đều để lại những ảnh hưởng tâm lý, chỉ khi mặc áo khoác có mùi của ai đó mới có thể yên tâm. Kelly có sở thích đó là vì như vậy, áo khoác của Lưu Phong, dù bên ngoài tôi có mạnh mẽ thì cũng không thể đối diện được với cái chết, thật ra tôi sợ chết hơn bất cứ ai khác, vì tôi còn có thù chưa báo, tôi không cam tâm tình nguyện để ngày tận thế cướp đi tất cả của tôi như vậy. Mình nên an ủi cô ấy sao? Kelly yên tâm, có tôi đây, cậu lúc nào cũng dịu dàng như vậy, tôi nghĩ chúng ta còn có thể giao lưu những chuyện khác nữa, like cộng share cộng đăng ký kênh IAMQ nhé. Hay là, cậu sợ gì sao? Chết tiệt, sợ cô hay gì? Ha ha ha, tôi mới là vương bài thật sự. Không hay rồi, là vương bài của kẻ địch, tôi bị nhắm đến rồi. Không được, tôi bị nhắm đến rồi, đù má, đối phương đang từ từ áp sát, chúng ta phải rút thôi. Cảnh báo, hãy nhảy dù, kết thúc rồi sao, nhưng Lưu Phong đại ca đã từng dạy mình, là đàn ông thì phải dũng cảm tiến về phía trước. Gì chứ, đảo ngược tình thế rồi, bị tấn công từ phía sau, tấn công, chết đi, tôi thua rồi, yes. Bác sĩ Tần, cô nói ai đang gõ chuông vậy, chuông kêu cả mấy tiếng rồi, không sợ dụ đám cương thi đến à, hi hi, tôi vừa phát hiện ra hai cái mũ xanh nà. Cô đội một cái tôi đội một cái đi, trông cũng buồn cười phết, cô mới buồn cười ấy. Thật ra, cách đó không xa, Kelly và Lưu Phong gõ chuông suốt cả một đêm.